Hộp thư bạn xem đài của Đài Phát thanh Truyền hình Đồng Tháp xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, như chúng ta đã biết, nếu giao dịch dân sự vi phạm quy định về hình thức như việc mua bán đất bằng giấy tay mà không có làm hợp đồng chuyển nhượng có chứng thực thì sẽ bị tuyên bố vô hiệu, các bên phải hoàn trả lại cho nhau những gì đã nhận. Nhưng nếu một bên hoặc các bên đã thực hiện ít nhất 2/3 nghĩa vụ trong giao dịch thì tòa án sẽ công nhận hiệu lực của giao dịch đó nhằm bảo vệ quyền lợi cho người có thiện chí. Một hộp thư bạn xem đài hôm nay xin được đề cập. Như trường hợp của bà Nguyễn Thị Kim Hồng, ngụ thị trấn Cái Tàu Hạ, huyện Châu Thành. Bà cho biết, năm 2006, bà có mua 28m² đất trồng cây lâu năm của người hàng xóm. Do tin tưởng nhau nên hai bên chỉ làm giấy tay. Mặc dù bà Hồng đã trả đủ tiền cho bên bán cũng đã giao đất để bà Hồng cất nhà ở. Thế nhưng nhiều năm qua, bên bán vẫn không chịu làm thủ tục sang tên cho bà. Mình cũng nghĩ là lúa xóm là một, tình là nghĩa, không có ai nói ngược nó nghe. Bao nhiêu lần là đo không được rồi tôi phải thưa ra ngoài tổ hòa giải, rồi xong rồi không được nữa thì thưa lên thị trấn, tại vì làm tòa án thì nó bắt phải từ dưới lên trên ra là thưa hai chỗ đó, cấp đó không được mới thưa qua tòa. Về nguyên tắc, giao dịch dân sự vi phạm quy định về hình thức như việc mua bán đất bằng giấy tay mà không làm hợp đồng chuyển nhượng có chứng thực, như trường hợp của bà Nguyễn Thị Kim Hồng, sẽ bị tuyên bố vô hiệu. Các bên phải hoàn trả lại cho nhau những gì đã nhận. Nhưng nếu các bên tham gia giao dịch đã tích cực, thiện chí thực hiện giao dịch, thì giao dịch vi phạm về hình thức sẽ không bị coi là vô hiệu. Trong trường hợp mà đương sự thực hiện cái giao dịch đó theo quy định bằng văn bản, nhưng mà chưa đúng quy định pháp luật, như khi họ thực hiện cái việc giao dịch là hợp đồng, mà cái hợp đồng đó được lập thành văn bản nhưng chưa tuân thủ quy định bắt buộc về công chứng, chứng thực, thì nếu một trong các bên đã thực hiện 2/3 nghĩa vụ thì khi có tranh chấp xảy ra yêu cầu tòa án giải quyết thì tòa án vẫn công nhận hợp đồng đó có hiệu lực pháp luật. Tuy nhiên, vấn đề cần chú ý là phải có đủ cơ sở để chứng minh rằng là cái giao dịch đó là hoàn toàn tự nguyện. Như vậy, đối với trường hợp của bà Nguyễn Thị Kim Hồng, mặc dù việc mua bán đất bằng giấy tay là vi phạm quy định về hình thức đối với giao dịch chuyển nhượng quyền sử dụng đất là phải được công chứng, chứng thực, nhưng bà Hồng đã trả đủ tiền và bên bán cũng đã giao đất cho bà Hồng quản lý sử dụng. Chính vì vậy, việc mua bán đất bằng giấy tay của bà Hồng vẫn được pháp luật công nhận và bảo vệ.